Đây, Sipak 67R3 của anh em đây. Nói chung là con này cùng GB với cả con cùng đợt GB với cả con QK65. Như QK65 thì về từ 8 đời rồi. Bây giờ con này mới về, thực sự là nó bị chậm các bạn ạ. Chậm vãi cái đạn chậm là. Thì hôm stream build mình cũng gắn lên trên cái con này, đấy là Cherry Brow. Tuy nhiên thì sau test đoạn đầu video thì các bạn thấy là suy khác rồi. SOTC các bạn ạ, SOTC nhá. Lúc phim rồi, đành vãi cái đạn. Nhưng mà đanh đến đâu thì đanh, vào con này full form rồi thì cái tiếng cũng đã bị gọn lại cực kỳ nhiều luôn. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ những cái cảm nhận về con Spark 67R3 này. Và nhiều anh em cứ hay muốn mình so sánh với cả con QK65. Thì nói chung là mình cũng sẽ chia sẻ một chút cái cảm nhận của bản thân thôi. Chứ nói thật với các bạn, review hay so sánh thì mỗi con có một cái hay riêng. Nói con nào hơn cái nào thì chẳng có con nào hơn con nào hoàn toàn cả. Nói thật với các người anh em nó là như thế. Rồi, thì đầu tiên thì nó có một chút xíu về cái sound mà đoạn đầu video các bạn nghe ấy. Thì nó đến từ con Switch là SOTC, loop phim. Con keycap này là set keytron nhựa PBT double shot. Đó. Và cái tiếng của Space này nó hơi tịt lại một tí, là sử dụng con Duroc Palm. Và Space này cũng là Space PBT của set keytron này luôn. Tuy nhiên thì lát nữa mình cũng sẽ nói về một cái vấn đề khi mà chúng ta tháo ra và khi lắp lại. Đấy. Nó lắp không chặt được hết 100% nên cái tiếng nó cũng sẽ bị thay đổi đi một phần. Và cái con Switch sử dụng cho cái Space này này, nó lại là con đây, Duroc Palm các bạn. Đấy, nó tiếng của Duroc Palm và con này nó cũng sẽ bị mute đi một chút xíu, cho nó cũng bị tịt tịt điểm tẹo. Đấy, rồi dàn mốt dưới này thì mình gắn con kẹo dẻo, dàn mốt ở trên thì mình lại gắn con C3 chuối. Đấy, nói chung là anh em chỉ quan tâm đến sao phần alpha là chính thôi nhá. Rồi, thì đầu tiên để nói về cái thiết kế ngoại hình bên ngoài của con Spark 67 này thì hãng vẫn làm theo cái thiết kế kiểu dấu ốc, tức là mấy con ốc cất ở phía bên trong chỗ này này. Đó, đây, các kiểu bên trên các thứ này nữa. Thế nên là phía bên ngoài này các bạn thấy không hề có bất cứ một con ốc nào cả. Đấy, cái phiên bản mình đang có ở đây là màu red white, tức là màu đỏ rượu vang ấy, nhìn rất là đẹp. Và cái phần tạ phía bên dưới này thì gọi là tạ nhôm được mạ bóng PVD thôi chứ không phải là tạ đồng, nên là nó cũng khá là nhẹ. Nói chung là cái con Spark 67 này thì nó nhẹ hơn cả con R1, R2 và nhẹ hơn hẳn so sánh với QK65, nên là nhiều anh em cứ chê. Nhưng mà chê đấy chỉ là lý do để mà cho nó giảm giá xuống thôi, chứ con này gõ thật sự rất là ngon và chả có lý do gì để chê được con này trong tầm giá của hơn 4 củ cả. Tại vì nhá, bây giờ mình nói về cái vấn đề gọi là anode trước, thì anode của con này nó đã đẹp hơn hẳn so sánh với nhiều anh em nói là so sánh với những round trước, thì anode lần này nó đẹp hơn, mịn hơn, xịn sò hơn và nó không dễ bị xước giống như là cái phiên bản R2 nữa. Thêm nữa này các bạn này, bên trong là chúng ta được tặng kèm thêm cái vít. Cái tua vít này, cái này là cái rất là quan trọng, bởi vì cái phần khung chỗ này này nó được làm mịn để mà khi mà chúng ta assemble vào đây này thì chẳng may cái này nó có bị cạ vào cái phần thành của chúng ta thì nó đỡ lo xước. Đấy, đây cũng là một cái công cụ khá là uy tín luôn. Tại vì các bạn hiểu hồi trước lúc mà assemble con Spark 67R2 kỹ đến đâu kỹ, kiểu gì cũng sẽ bị xước cái phần case ở phía bên trong thôi. Con này thì nó vừa khắc phục được cái vấn đề đấy là ốc này nó được đẩy ra ngoài một chút xíu. Đây các bạn thấy có một khoảng hở chưa? Đấy, chưa là sát dịt luôn. Bây giờ có một khoảng hở, lại được tặng thêm cả cái tua vít cũng uy tín như này thì nó cũng là ok hơn rất là nhiều. Cái này thì mình assemble với cả blade FR4 các bạn nhé. FR4 để mà tạo ra một cái âm thanh nó chung là cũng khá là đanh. Nhưng mà con này thì bởi vì nó là full foam, thế nên là nó cũng bị tịt cái âm thanh đi khá là nhiều luôn so sánh với cả cái việc mà các bạn không sử dụng foam. Tại vì cũng là con SOTC này này, mình gắn vào con TGA910, úi dồi ôi, tiếng nó đành đừng ngỏ luôn. Nhưng mà vào con này thì các bạn nghe sao test đoạn đầu rồi đấy, các bạn có thể thấy nó cực kỳ khác luôn. Ok, rồi các bạn đợi chút xíu rồi mình sẽ tháo ra cho các bạn xem nội thất ở phía bên trong nhé. One hour later. Đấy, tháo xong đống ốc này này. Đấy, ở mấy cái vị trí chỗ này này các bạn. Đó, thì chúng ta nhấc cái phần top này lên. Thế thôi, đơn giản nhẹ nhàng. Đấy, phần top này thì bên trong hãng cũng đã dán sẵn mấy gasket này rồi, nên là assemble nó cũng nhàn các bạn. Cái công dán này thể nói thật với các bạn, mình thấy phí thời gian nó mới mệt mỏi vãi cái đạn luôn. Rồi phía bên trong này thì đây là cái phần mạch của chúng ta kèm với cả cái phần plate, thì nó sẽ có daughter board nha các bạn nhé, nên là các bạn lưu ý để mà tháo nó ra. Phía bên trong thì đây là cái case. Phải dùng một cái từ đấy là lần đầu tiên lúc mà mình sờ vào cái con này thì nó là phân khúc mức giá khoảng 4 củ đúng không? Thì các bạn nhìn cái lớp anode phía bên trong này, nó cẩn thận từng tí một luôn.
Đó, nhìn rất là đâu rồi đấy, rất là gọn gàng. Nó không bị mấy cái vết theo kiểu dạng nó bị nham nhở hay là nhìn vào phía bên trong, tức là chưa bàn đến cái vấn đề là người gõ hay không, tại gõ chỉ bên ngoài thôi. Nhưng mà cái người làm con phím ấy, tức là người assemble con phím ấy, người hoàn thiện con phím ấy, thì nhìn vào cái là thấy ồ, con này được làm chỉnh chu, trau chuốt. Đây, cái đấy cái điều đầu tiên mà mình khẳng định là ai mới mở và nhìn thấy cũng sẽ phải nói một điều là ưng cái con này ở cái điểm đó. Rồi, tiếp theo foam này thôi bỏ qua đi, hay là cái phần tốp này cũng thế. Làm rất là cẩn thận đâu rồi đấy. Nói chung là lớp anode con này nó mịn mịn, sờ rất là sướng. Phải nói một điều nó là như thế. Thích không các bạn? Đó. Nhiều bạn ấy hỏi mình so sánh với anode của con QK65 thì mình không biết, tại vì con QK65 hôm trước mình trên tay thì nó là phiên bản EY, là e-coating, nên là không so sánh được anode. Anh em nào mà trên tay và sử dụng cả đôi rồi thì comment xuống phía bên dưới giúp mình nhé. Ok. Và tuy nó là một con giá có 4 củ thôi, nhưng các bạn nhìn chúng ta vẫn có những cái điểm này. Đó, đây nha. Đây một cái, trên này một cái nữa. Các bạn thấy chưa? Thì tức là khi mà chúng ta assemble. Đó. Sao? Bảo đúng vị trí của nó, vặn ốc vào, thế là sao? Đấy, có chăng là căn thì căn lại có một chút xíu để cho nó mịn hẳn vào những cái phần góc chỗ này thôi. Nói chung là có một thêm cái gờ để mà nó cố định lại thì nó cũng là một trong những cái khá là hay ho. Nói chung là phần case của con này thì hoàn thiện tốt. Nó cũng có một độ nghiêng nhất định này, có những cái đường vát nhất định này. Đó. Nên là khi mà chúng ta nhấc lên thì cầm ở đây nó cũng đỡ hơn. Nói chung là 65% của con này nhẹ thì mấy cái đấy nó cũng không ảnh hưởng nhiều đâu. Nhưng mà có những cái đường vát như thế này thì cũng đẹp hơn hẳn. Đúng không các bạn? Đó. Rồi. Thì đấy là phần case, còn đến cái phần mạch và cái phần plate này. Plate R4 cũng không có điều gì phải bàn đến quá nhiều cả. Cái mà cần bàn đến ở đây đấy là cái phần PCB. Thì PCB của con này nó là 1,2mm, tức là nó mỏng để nó tạo lên cái độ nhún nhiều hơn. Thêm nữa là chúng ta vẫn được tặng kèm những mấy miếng shimmer ở đây này, để mình có thể đấy, gắn vào. Và chúng ta assemble với những cái stab 1.6mm kiểu truyền thống thì nó chắc chắn hơn. Nói chung là phụ kiện thì con này tặng đầy đủ hết. Form Poron PCB này, form PE các thứ này đầy đủ hết. Nhưng mà con này thì mình không gắn form PE. Chứ con này mà gắn form PE vào thì nói chung là nghe nó cũng hơi bị chán một tí, vì con nào cũng sẽ giống như là con nào hết, nên là mình quyết định mình không gắn. Rồi thêm nữa là hôm nay mình sẽ xem với một cái con stab khá là thú vị, đây là stab SML. Cái stab này stab bên bạn Lữ Cẩm Vinh The Keep Store bạn ấy bán. Thì cái stab này mình bị ấn tượng bởi vì cái gì? Đó là bởi vì cái sự chắc chắn của cái phần housing cũng như cái phần stem. Đây nhá. Bình thường khi mà chúng ta làm stab thì kiểu gì cái phần stem với cả cái phần housing chúng ta vẫn sẽ có một cái độ dơ nhất định. Nói thẳng ra là cái stem nó sẽ bị lọt thỏm ở phía bên trong, như các bạn nhìn này. Nó khít đến mức độ như thế này, gần như không thể nào xê dịch được gì nhiều trong cái lỗ stem. Và nhờ thế khi mà mình assemble xong cái con này, không swing nổi luôn, không swing một tí xíu nào luôn mà nó vẫn mượt. Đấy, các bạn thắc mắc là tại sao vừa rồi cái tiếng spay nó tịt hết. Bởi vì sao? Bởi vì lúc mà mình tháo cái spay này ra ngoài đấy, lúc mà lắp thì lời khuyên là các bạn nên lắp ở bên ngoài như này luôn. Tại vì nó bị nhún quá, và khi nhún quá như thế mình lắp xuống ấy, thì cảm giác là cái spay này không đi được xuống hết cái phần chân stem, để mà nó đẩy hết cái hành trình và nó tạo ra cái tiếng. Hoặc chỉ đơn giản một điều đó, con SOTC to mồm quá thôi. Át luôn vía của cả con Duroc Form ở đây rồi các bạn. Đó. Tropical Water. Và cái con stab này thì mình cũng chỉ cần cân wire, sau đó loop và sử dụng luôn thôi. Vì thật sự là cái lỗ stem của cái con stab SML này này, nó rất là chặt. Nên là thứ nhất là các bạn cũng không thể nào các bạn Hollywood được đâu. Và khi các bạn cân wire chuẩn rồi, các bạn nhìn cái hành trình nó đi xuống này. Đều chưa? Đều chưa? Kinh chưa? Quá ok luôn, quá ngon luôn. Đấy. Nên thực sự cái bộ stab SML này mình thấy nó xứng đáng để mà các bạn end game được luôn ấy. Chứ TX hay là kiểu Stabi thì không ăn thua. Nói chung là con stab này, con stab này rất là ngon. Nên là dạo này mình cũng đang dần mình chuyển qua hết cái stab này rồi các bạn. Dùng nó ưng quá, dùng nó ok quá, không có điều gì phải xoắn cả. Còn để nói về cái trải nghiệm gõ trên cái con Spark 67 này thì cá nhân mình đánh giá nhá, con này nếu như để mình chọn để mình gõ hàng ngày thì mình sẽ bỏ hết foam ra. Tại vì thứ nhất là con này kể cả bỏ hết foam ra nó cũng không hề bị vang. Cái đây đấy là cái điều đầu tiên. Và thứ hai nữa đây là bỏ hết foam ra như thế này thì cái độ nhún của nó
nó sẽ nhiều hơn, và đối với nhiều anh em thì sẽ thích cái kiểu này. Tuy nhiên thì mình nghĩ cái plate hợp nhất trên con này vẫn sẽ là plate nhôm, tại vì nó sẽ ổn định hơn, cứng cáp hơn. Và kể cả khi các bạn có tháo switch, tháo cây cáp các thứ ra các bạn lắp lại thì nhờ cái plate nhôm á, nó cũng sẽ ổn định hơn và cứng hơn, và khi các bạn lắp những cái này xuống nó cũng sẽ chắc chắn hơn rất là nhiều. Chứ ví dụ như bây giờ mà tháo cái spay này ra, đây các bạn hiểu, tháo spay này ra này, sau đó mình lắp lại, bây giờ chắc là nó xuống hết rồi. Chứ với một vài những con spay này, các bạn thấy nó cong lêu luôn ở giữa này. Đấy, mình đẩy xuống cho thật chặt thì có thể chưa chắc là nó đã xuống chặt được hết, tại vì đây, nó nhún quá. Các bạn nhìn này, nhún quá. Đấy. Nếu như mình á, thì mình mong muốn là cái phần đệm gasket nó phải cứng hơn tí để cho nó đều tiếng là được rồi. Chứ nhún quá như này thì nó thiếu cái sự ổn định khi mà mình gõ phím đó các bạn ạ. Thì cơ bản cái con này nó hoàn thiện là như vậy mà thôi, chứ không có thứ gì mà lạ lẫm hay là bất ngờ cho lắm nữa cả. Rồi bây giờ mình sẽ assemble nó lại và đưa ra một vài nhận định cá nhân nhé. A few moments later. Đó, assemble vào xong mấy con ốc thế là xong rồi. Bây giờ các bạn thì chỉ cần lắp lại cây cáp các thứ vào là xong thôi. Rồi, thế thì trước khi kết thúc cái video này thì các bạn có thể thấy là Spark 67, cái con này nếu như so sánh với một vài những sản phẩm cùng cái tầm loanh quanh đâu đó tầm khoảng 4 củ này, thì các bạn có thể thấy là cái sự chỉn chu trong cái việc mà làm ra cái con phím thì cái con này mình thấy là hiện tại trong tầm giá loanh quanh đâu đó tầm khoảng 4 triệu thì con này đang làm chỉn chu nhất. Kể cả zoom 65 các thứ gì đấy thì nó cũng chưa chỉn chu bằng cái con này về cái mặt hoàn thiện từng cái chi tiết này, từng cái khớp này, hay là từng cái yếu tố nhỏ để khi các bạn về chúng ta assemble các thứ thì nó dễ dàng hơn, và chúng ta tạo nên cái cảm giác khi mà chúng ta làm con phím nó trở nên nó nhẹ nhàng, nó đơn giản hơn rất là nhiều. QK65 thì cũng đầy đủ hết tất cả mọi thứ, tuy nhiên thì mở nó ra thì mới thấy là bên trong nó làm khá là tệ, nó chỉ đẹp ở bên ngoài thôi chứ bên trong thì nó không ngon. Hay là con zoom 65 ấy thì cảm giác gõ nó mang lại cũng khá là tốt, thế nhưng mà nó cũng có thiếu nhiều những cái đơn giản lặt vặt, ngay cả đơn giản thì cái anode bên ngoài thì nó cứ bị nhám quá. Mình thì mình thích cái kiểu nhám như thế, cầm cho nó giống kiểu kim loại, nhưng mà nhiều người lại thích nó phải mịn như thế này, và theo như mình tìm hiểu thì làm mịn nó khó hơn làm nhám. Đấy, kiểu thế. Rồi chưa kể nữa cái thiết kế của nó cũng đẹp, cũng ưng, rồi nó cũng vẫn có sự vô vững nhất định. Hay là cái phiên bản này thì nó vừa tạo được cái độ nhún khá là tốt, nhưng mà cũng có nhiều option để anh em lựa chọn, ví dụ đổi sang plate nhôm thì nó sẽ cứng cáp hơn, chắc chắn hơn, kiểu vậy. Nên nói chung là cũng có nhiều sự lựa chọn để anh em có thể build lên con này, và cũng có nhiều kiểu để mà chúng ta có những cái trải nghiệm gõ tốt hơn trên con này. Bỏ foam hết các thứ đi thì tiếng con này chắc chắn nó sẽ rõ switch hơn, chứ nó không bị kiểu tì đi như thế này. Cá nhân mình thì với một con switch gõ tiếng rất là hay như NOTC thì gắn lên trên con này thì nó ở mức gọi là bình thường. Nhưng mà hôm trước mình có gắn thử cái Cherry Brown thì trên stream sau test rất nhiều anh em khen là âm nó khá là hay. Thế thì anh em đang sử dụng Spark 67 R3 này và anh em đang muốn đổi sang con này thì anh em nghĩ sao về nó? Thiết kế này, sự hoàn thiện này, buồng âm với cái kiểu âm của nó. Hãy để lại ý kiến ở comment phía bên dưới nhá. Con này thì mình chỉ chê mỗi cái là nó nhún nhiều quá. Thấy không? Bớt nhún đi tí thì chắc là ok hơn. Nhưng mà đúng kiểu nhún như này, theo trend, nhiều anh em lại thích hơn. Đấy, mỗi người một gu thôi. À, Stab ML nữa. Anh em thấy sao? Ok không? Rồi, video của mình dừng lại tại đây. Bye bye anh em.